Câu chuyện đau lòng xảy ra với một cháu gái không có văn từ nào có thể tả được, khi bị người ông là người em ruột của ông ngoại mình làm cho có em bé và đã chạy chối tất cả trách nhiệm. Gia đình cháu rất nghèo, sống nghề làm thuê, không ruộng đất, không nhà cửa, ở dưới một chiếc ghe nhỏ bé ven sông. Dạ, mến chào quý vị và các bạn nha. Thì hôm nay các anh em đang có mặt tại xã Quế An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Trước mặt quý vị là chị Hồng đang cho cháu ngoại của chị bố. Thì thật sự chị là bà ngoại khi tuổi đời còn rất là trẻ, và bên cạnh là chính là con gái của chị. Và cái câu chuyện mà khoảng thời gian trước đây á, thì khi mà chị đi làm để bé ở nhà trên ghe, thì không may là chính chú ruột của chị cũng con gái này kêu là ông, thì đã có nhiều lần vào trên ghe để mà gọi là thực hiện những cái hành vi đó. Thì hiện tại bây giờ là em gái là đã sinh em bé, và cái người ông chú kia thì cũng chắc chắn là những ngày tháng sắp tới đã phải trả giá trước pháp luật. Thì hôm nay mấy anh em đến đây để chia sẻ các hoàn cảnh này lên để giúp cho ba bà cháu. Là thật sự bé cũng còn rất là nhỏ luôn mà phải làm mẹ rồi. Dạ rồi, em chào chị ha. Dạ. Thì hôm trước Tết đó chị, thì chị có gọi điện nhờ các anh em đến, nhưng mà sắp đó thì cơ quan chức năng thì ta đang làm việc, nên là tụi em cũng không có quy hình chị và chia sẻ cái trường hợp của bé. Dạ. Hiện nay sau khi mà chị em bé chào đời, mấy anh em quay trở lại đây. Hiện tại là bé sinh được mấy tháng rồi chị? Gần 4 tháng. Gần 4 tháng rồi. Dạ. Vậy từ lúc sinh ra là bé bú bình không hả chị? Dạ. Dạ. Bây giờ chị có thể dẫn cho tụi em lên nơi mà mấy mẹ con chị sinh sống, và nơi mà bé gái này hồi xưa là để xảy ra cái việc đó. Chị dẫn tụi em vô ha. Dạ. Đây những việc thì mấy mẹ con đã phải làm nghề gọi là cắt lục bình mướn. Chị, trước giờ là mấy mẹ con chị là sống hồi đó giờ là lên đên ở trên ghe này hả chị? Dạ, sống trên ghe vậy không. Chị có thể chị chia sẻ là chị bình thường á, chị làm những công việc gì chị? Hôm đó thì em làm công ty, cái đi xong cái nó không mướn nữa, cái về em cái cắt không mát, thì bỏ con ở nhà vậy nè, rồi bé nó ngủ đây nè, đi sáng đi làm á, rồi bỏ con ở nhà, cái đó cửa em là cái cửa gào bên kia kìa kéo qua, chứ không phải cửa được như vậy, cái ổng ken xuống ghe, ổng ở với bé em là 6 giờ rưỡi xuống ghe, ổng xuống đây ổng ở với bé rồi, xuống ở với bé rồi đâu có biết đâu, rồi chừng càng ngày thấy con mình nó khác quá à, cái mấy hỏi nó không dám khai, không dám nói nữa. Cái bữa đó em mới hỏi viết nó mới khai, nói ông Tư ông ở với con 6 lần. Là học giữa học kỳ 1 là nó ổng ở rồi. Là không có biết là bao nhiêu lần mà tính vô nữa. Lúc đó là con gái còn đi học đúng không chị? Còn đi học lớp 8. Trời ơi, đang học lớp 8 luôn. Dạ. Là bé nó mang bầu rồi. Dạ. Rồi trên nhà trường tao con thấy cái bé này khác thường quá, tao cũng không dám nói nữa. Dạ. Rồi về phát hiện viết rồi nói viết rồi bé nó mới khai ra là bị ổng ở. Bình thường ở nhà này ngoài bé con gái là không có ai ở nhà hả chị? Bà ngoại thì mắt già quá không thấy đường. Dạ. Rồi bỏ cháu ở nhà vậy nè, rồi qua củi ngoài vườn vậy đó, rồi ổng vô ổng ở cho bé rồi không có biết. Ở dạ. Trên chiếc ghe này là mình có mấy thành viên trong gia đình mình ở trên đây? Có em với gái với thằng bé trai. Bé dạ. Trai lên nhà con ngoại. Cha của cháu ở đâu? Dạ cha cháu đi ghe rồi. Đi làm thuê cho ghe anh ta. Dạ đi làm thuê cho ghe anh ta. Chị năm nay bao nhiêu tuổi vậy chị? Em nay 34. 34 tuổi. Ủa, 34? Dạ. Ủa, 34 vậy là cũng xem em à. Mà làm bà ngoại rồi. Trời ơi, khổ lắm. Nuôi, đẻ, nuôi tới bây giờ, ổng đâu có phụ tiền, chịu gì phụ đâu. Ổng bỏ, ổng nói là ổng không có nhận ở với bé. Ổng bỏ luôn. Dạ. Cái người kia là chính xác là có mối quan hệ như thế nào với chị? Dạ, chú ruột. Chú ruột của chị. Dạ, chú thứ tư. Con gái này kêu là ông. Ông. Cũng là họ hàng với nhau mà. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ là ông chú đó là có phải trả giá trước pháp luật chưa chị? Dạ trả giá rồi, ông bị bắt rồi. Dạ. Bao lâu rồi chị? Nè, bắt hồi thứ tư tuần nay được 3 4 tuần gì rồi. Dạ. Giống như là ở đây là người ta đã làm việc rồi. Dạ. Đã khởi tố. Có xét nghiệm ADN gì không chị? Xét nghiệm ADN gọi của ổng. Dạ. Mà vợ con của ổng ra đường nó xấu như này dữ lắm. Dạ. Nói như bé này á, đi khai tầm bậy tầm bạ không phải của ổng. Dạ. Mà trên giấy xét nghiệm ADN là của ổng rồi. Là chị thấy là giấy đó gì chị? Giấy đó em đang giữ đây luôn. Dạ. Có giấy em đang giữ bởi vì công an đưa cho em một miếng. Tức là giấy đó là bên cơ quan chức năng người ta làm việc. Dạ. Dạ, người ta có đưa cho chị giữ ha. Dạ.
cái đó là bảo vệ quyền lợi cho chị luôn rồi đó, và bé luôn rồi đó. Rồi từ lúc mà sanh bé ra tới giờ là chị bú ở ngoài thôi. Dạ. Tại vì con gái này không có đủ sữa cho con á. Dạ. Bữa hổm đẻ lên trên bệnh viện Vĩnh Long đẻ không được rồi. Trời ơi trời. Đi lên dẫn đưa con ở chổng đẻ mà tới 6 giờ chiều. Cái ông bà nó đẻ được không mà đẻ nhỏ tới gần 6 giờ rưỡi rồi. Cái nó vô nó đẻ không được, chạy mổ gấp, đẩy nhỏ vô mình mấy nhỏ tiêm nghiệm tới sáng vậy đó. Xin mổ hả chị? Mổ rồi cái vô cha nó ký tên cũng không được, nó thấy con mình mãi tiêm nghiệm như nó buông tay. Vô hai chồng đứng khóc không, không biết sao có đi đưa con đi đẻ mà có hai vợ chồng à. Rồi thằng nhỏ thì nó bị té gãy tay nữa. Rồi bỏ ở nhà cho bà ngoại giữ giùm, đưa con đi đẻ tưởng đâu rồi. Cháu có nói với kể chị là lúc ông cháu làm gì đó thì cháu có phản kháng gì hay không? Cháu nói là ổng xuống bụng miệng, ổng cho nó khai la. Ông chú đó khoảng bao nhiêu tuổi vậy chị? 54 tuổi rồi. Trời, 54 đáng tuổi ông bà. Dạ. Thì ông nó đang là ông rồi. Tức là cái ông tư đó là ở những chỗ ghe mình đậu đang ở trên bờ đúng không? Ngay nhà đi lên luôn ghe lên. Ghe mình đang đậu đây tức là dạ. Đang đậu ở dưới bến ông tư. Dạ. Ủa rồi sao cái sự việc xảy ra như vậy, rồi sao mình không lui ghe một đi chỗ khác mình ở chị mà lại còn ở đây? Cũng tính đi rồi mấy chị ở đây nè, bà nói mày bị hại mà mày bị người ta làm vậy mà mày đi cái gì? Cái người đi đâu phải là mày đâu mà người đi mới phải là mày đi. Rồi người ta không có cho em đi. Chứ mình ở ngay bến sông này ít gì cũng qua lại gặp người, cái quyết ước trong lòng mình không thể nào quên được chị biết không? Dạ. Đi lên gặp ổng là mỗi lần gặp ổng là nước mắt cứ chảy lên, ổng nước mắt chảy xuống không à. À, xin phép chị cho em hỏi đứa gái ha. Dạ. Những cái việc hiện tại giờ con có đủ tỉnh táo con trả lời những cái ý kiến câu hỏi của mấy chú không? Dạ có. Ừ. Là sự việc xảy ra. Dạ. Là cái người đó có lên tiếng nào để mà ngăn cản con không cho con nói không? Hay là người nào ở trên bờ có biết sự việc này xảy ra không? Dạ không. Tại sao con không nói cho mẹ biết? Dạ con sợ bị la chứ bị chửi con không dám nói. Ông đó có nói gì với con không? Dạ ông kêu con là đừng nói mẹ. Sao con không phản kháng? Dạ con có nói mà ông bịt miệng con. À, con kéo khẩu trang cao lên xíu. Bịt cái mặt lại. Đáng lý tụi này tụi ăn tụi học luôn. Giờ bỏ học luôn hả chị? Dạ. Ông Tư làm như vậy là mất tương lai tuổi trẻ của con, đang trong lúc học lớp 8. Nó coi như là hủy hoại tương lai con hoàn toàn. Rồi sau này không biết sao nó đối diện với những cái ngày tháng sau này khi còn sau này nó còn phải có gia đình nữa. Đúng rồi đó. Còn một điều nữa là gia đình bên cái người đó đó. Dạ. Thì có giống như là bồi thường những cái gì cho gia đình mình không? Dạ không, từ ngày đẻ tới giờ là vợ chồng em chịu hết luôn á. Sửa tả là người ta sửa, không có giúp đỡ được, lôi được sửa tả hay tương tầng là vợ chồng em. Con mà đẻ đi mổ á cũng phải chạy hỏi chị nóng người ta cho con đẻ. Mà trong khi ở rất là gần mà chị. Gần lắm mà ổng không có phụ. Cũng không có phụ gì luôn. Dạ. Giờ anh chị nãy chị nói là anh đi biển hay là sao chị? Chồng em đi ghe gạo với người ta vậy nè anh. Đi theo ghe hả? Dạ. Có hay về nhà không chị? Không, ít lắm. Ít có về lắm. Chủ yếu là chị ở nhà nuôi dạ. Hai đứa con với một đứa cháu ngoại. Dạ. Rồi hàng ngày là chị đi cắt một mình hả? Dạ, để cắt con mát xuồng không? Mình cắt như vậy là mình bán thu nhập ổn không chị? Tại em mới cắt được có mấy bữa nay này rồi, không rồi bây giờ bệnh em không có đi cắt được. Dạ. Ngủ bằng đêm quay qua về thì thấy con về, quay qua về thấy cháu nước mắt nằm cứ chảy xuống không? Khi mà cha cháu biết sự việc này thì cha cô cháu có phản ứng như thế nào? Chồng em ngồi khóc không á, không nói được cái gì hết trơn. Con bé nó, con gái biết chăm sóc con không? Con nè, rồi có biết cho con bú không? Em biết. Con ẵm con được không? Dạ được. Đâu rồi con ẵm thử rồi. Thiên tức là mẹ bắt đầu sẽ cho bé nó có cái bản lo bản năng để mà lo cho con nè. Nhưng mà cô chưa có sữa để cho con nó bú chưa thôi. Thành gì lắm. Đúng rồi. Chắc là cháu không có sữa luôn á chị ha. Dạ. Trời ơi cái cảnh này. Như là cháu chưa phát triển từ toàn diện. Tại nhà ba mẹ hay chị có điều kiện cũng đỡ ha. Thì hai vợ chồng hai đứa con bình thường giờ cũng hơi chật vật, thêm đứa cháu nữa. Bình thường thì em ở nhà em nuôi con bé nhỏ kia nó bị tâm thần nhẹ nữa. Con em á. Là ai chị? Thằng bé trai của em á. Nhóc á hả? Dạ. Em của em gái này. Em của nhỏ này bị tâm thần nhẹ á.
Rồi bữa hổm thì chị nó bị vậy nè, trong ngày dữ lắm, ta hâm ta nói miễn mà em với con em mà không rút giấy thư lại á, lại là người ta cho người đi nữa. Rồi bữa hổm cái ổng về, ổng về ổng nói hỏi ông, ổng nói ổng không có nói, không có nói gì hết. Mà người ta ngoài đường ta nghe đầy hết trơn luôn á, mà người ta nói là chị mày gán mày giữ con mày nghe được không, người ta con mày á. Mà cái sai người lớn đã làm ra mà không chịu khắc phục. Dạ. Mà còn có những cái lời. Rồi cái bữa thì ổng bị bắt á, người ta mới nói là con em tình nguyện cho người ta ở, mà em nói con em mới lớn tình nguyện gì, biết gì tôi tình nguyện. Rồi bé nó em gái là tuổi đang tuổi học mà mới lớp 8 mà đâu đủ nhận thức đâu. Gia đình em bị như vậy với người ta chửi, người ta nói chứ lắm. Hiện tại bây giờ là ông chú đó là đã bị bắt rồi, nói chung là vẫn chưa xét xử, nói chung là chưa có biết ngày xử thôi. Dạ. Nói chung thì em tin rằng pháp luật sẽ xử đúng người đúng tội, thì chắc chắn nếu như mà ông chú thật sự làm sai thì chắc chắn phải trả giá trước pháp luật thôi. À, phải có trách nhiệm. Ừ, phải có trách nhiệm với bé nữa. Đứa bé và đứa cháu này nữa nè. Vợ con ổng nói là ra tòa làm gì làm với bả với con, bả không có dính vô. Cái chuyện họ nói gì họ nói đi chị. Nhưng mà pháp luật này bao giờ cũng công minh hết đó chị, công bằng hết. Đúng người đúng tội mà. Ta hỏi em với từ ngày mà đẻ giờ bả có nhìn bắt lô phụ không? Em nói không. Đi hai chồng em chạy đi chọt mượn tiền này kia lo cho con đẻ nuôi cháu, chứ bây giờ với gì bám có ngó ngàng gì tới phụ. Vậy theo mong ước của chị và đứa con gái này nè. Dạ. Mong ước của chị như thế nào? Mong bỏ nó là bị đúng xử đúng người đúng tội. Đúng. Chứ nó là bồi thường cho con em thôi. Ờ, cũng như là cho nuôi con nó. Rồi danh dự của một người con gái cũng như là chịu trách nhiệm với đứa bé mới sinh ra đây. Dạ. Tại vì lúc mà đẻ là ổng không có thừa nhận từ đầu rồi. Lúc mà mang bầu là ổng chói luôn, ổng có thừa nhận từ đầu nữa. Thì chị có thể lấy cho em cái giấy xét nghiệm để em xem thử được chị. Giấy nghiệm bỏ đâu con? Bỏ ở trong con muốn được lấy cho mẹ con về con lấy. Mẹ cái nhẽ rớt ra ngoài luôn mày sao? Thôi bỏ ra đi con, bỏ xuống đi. Để xuống đi con. Con lên tiếp. Con lên mình đây. Gia đình mình sống với cái ghe này bao lâu rồi hả chị? Dạ sống đây cũng hồi thằng nhóc nhỏ em đẻ mới được có một tháng nằm xuống em đỡ đâu tới bây giờ. Với đứa bé con chị ha. Dạ đứa bé sao? Là cũng mười mấy năm hả? Dạ mười mấy năm. Mình có ruộng đất gì không? Dạ không. Có nghĩa là cái công việc mà cắt lục bình chị mới làm đây hay là chị làm lâu rồi? Em mới làm đây thôi anh, bị người ta cũng hồi đó giờ không có xuồng, nhờ cha mới đụng được chiếc xuồng cho em á. Ở đâu xuồng nó trôi rồi cha mới đụng cho đi cắt nuôi cháu. Trước đó chị làm công việc gì? Em đi làm công ty. Rồi công ty rồi sau vụ gái em nè, mà vô xin làm lại nó không muốn, nó không tiễn nữa. Hồi xưa là hai vợ chồng làm công ty luôn hả? Có mình em à. À, tức là hồi xưa chị làm công ty rồi anh ở nhà đi theo ghe lúa. Dạ. Rồi mới xảy ra sự việc này. Dạ. Ừ, cũng như là chị đi làm mà bỏ cháu gái này ở trên ghe này giống như là hai chị em thôi. Dạ. Cho nên là cái sự việc này nó dễ xảy ra. Dạ. Một thật sự thì không ai nghĩ chính là không tư ruột mà làm chuyện này đúng không chị? Dạ. Đâu ai ngờ chuyện đó đâu. Dạ, em không ngờ. Chứ tới bằng ông mà ông ruột nữa. Ông, em không ngờ là ông đi làm vậy con em mà ông còn kêu con em mua thuốc ai uống bỏ đi. Trời, nhỏ này không biết là thuốc có gì luôn nữa. Làm gì em gái này biết. Dạ. Cái sự việc đó nó xảy ra ở dưới ghe này không hay còn ở cả địa điểm nào khác nữa không chị? Ở đây rồi trên nhà bà ngoại đó nữa. Trên nhà thì làm sao được chị? Ở nhà tắm á. À. Bé kể là cái câu chuyện cụ thể là à, bé đi tắm á, đi tắm á, cái ông vô ông Gình. Ông Gình thì ông ở với bé. Tại vì em đi làm không có nhà. Có nghĩa là bé không có tắm, ở đây không có chỗ tắm hay sao mà lên trên kia tắm nhờ hả? Dạ, đây không có. Con gái thì lên trên chảnh tắm nhờ hả con? Tức là tắm nhờ nhà tắm của ông Tư. Không, tắm nhờ nhà tắm của bà ngoại con. À, tức là khích với ông Tư. Dạ. Ờ. Tức là cũng có lần làm con dưới ghe này, những lần lên đó. Dạ. Ờ. Là mỗi lần con tắm là ông đều gần hả? Dạ. Trời ơi. Thì lúc đó ông gần này sao còn xong vô luôn. Dạ. Không thể nào con dùng, la không lên. Dùng được luôn á. Sao con la lên? Dạ, tại vì ở nhà không có ai hết, ra cũng không có ai nghe. Như lại trong lòng con nó cũng sợ đúng không? Dạ. Mà nhiều lần vậy không con? Khi mà con tắm cho anh đó. Dạ cũng nhiều lần. Giờ xin phép chị cho em hỏi bé những cái cũng cái sự việc nó đã xảy ra gì rồi đó. Dạ. Là nghe nói là 6 lần phải không? Dạ. Thì 6 lần đó nó cùng một vị trí không hay là nó thay đổi địa điểm? Em không biết bé. Để em hỏi bé hả chị ha. Dạ. Con ơi. Dạ.
Dạ. Như con có thể nói rõ đó là những cái lần mà ổng gần con đó, dạ, thì gồm những vị trí nào con có biết nhớ không? Dạ, ở trong buồng có, rồi ở... Buồng là ở đâu con? Phía sau này hả? Dạ. Ở phía sau ghe. Dạ, hồi xưa ổng làm con ở chỗ này nè. Lúc đó con đang làm gì con? Dạ, lúc đó con đang ngủ. Rồi ổng vô rồi ổng có nói gì với con không? Dạ không. Rồi ổng vô ổng làm con gì, con có la lên không? Dạ la mà không có ai nghe được hết á. Thế là ổng bịt miệng con nữa. Lúc đó ban ngày hay ban đêm con? Dạ ban ngày có, ban đêm có. Chính là lần đầu tiên ở chỗ đó con đang chỉ. Lần đầu tiên hả con? Dạ. Thôi con giờ nè, con nói thì chú hiểu rồi. Nhưng mà con có thể tả chi tiết hơn. Dạ. Rồi ở đâu nữa con? Dạ ở trên nhà cắm bà ngoại con nữa. Mấy lần? Dạ 5 lần. À, chỉ nghe một lần trên nhà tắm 5 lần. Vậy là trên nhà tắm là sao con? Trong dạ trong nhà tắm ngoại con. Là lúc đó là con trong nhà tắm hay là ổng lôi con vào nhà tắm? Dạ lúc đó con ở trong nhà tắm con cắm. Nếu ở dưới ghe này có một mình con thì không nói. Dạ. Trên nhà đó là một cái gọi là nhà tắm rồi, là nhiều người sinh hoạt trong đó, nhiều người biết. Mà tại sao lúc đó lại ổng lại làm? Nhưng mà tại vì lúc đó bà ngoại với mẹ con đi chơi không có ở nhà. Không có ai nhà. Vậy là tức là không có ai nhà. Căn nhà không bà ngoại, một mình bà ngoại ở thôi. Ừ. Rồi mấy chú hiểu rồi. Nhiều khi bà ngoại không có nhà thời điểm đó. Ừ. Có nghĩa là cũng canh đó. Những thành viên trung niên không có, chỉ mình bà ngoại thôi, cho nên là cái việc thực hiện này sẽ dễ dàng hơn. Chắc chiều em đi làm á, em chưa có về tới nhà. Đúng rồi. Bà ngoại thì đi ra qua củi gì kia ở ngoài vườn á, rồi ông vô ông ở với bé. Không thể nào hình dung nổi luôn mọi người. Tội nghiệp biết gì không? Bé nó bú sữa bột hay là sữa bịch gì vậy? Sữa bột.